Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã từng giảm mạnh rồi trượt khỏi ngưỡng an toàn, nhưng sáng phiên hôm nay giá vàng thế giới vẫn tiếp tục duy trì quanh ngưỡng nhạy cảm là 1.800 USD trên một ounce mà không thể bứt phá. Ngày thứ tư được dự báo có khả năng sẽ có biến khi mà cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc. Và điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường vàng trong nước khi mà một số tỉnh thành phố vẫn thực hiện giãn cách xã hội? Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tiếp tục giảm khoảng 10 USD trên một ounce trong ngày 27 tháng 7 sau khi nhiều phiên lình xình lên xuống. Giá vàng cuối phiên giao dịch vẫn bám sát ngưỡng nhạy cảm 1.800 USD trên một ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư trở nên cảnh giác trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán ra lượng vàng nắm giữ khi những thông tin về kinh tế Mỹ được công bố không mấy lạc quan. Quỹ đầu tư vàng SPDR bán thêm 1,74 tấn, còn 1.025,64 tấn. Trong khi đó, doanh số bán nhà mới tại Mỹ ở mức 676.000 căn trong tháng 6, thấp hơn khá nhiều so với mức 725.000 căn của tháng 5. Đánh dấu tháng giảm doanh số thứ 3 liên tiếp từ mức đỉnh 1,021 triệu căn ghi nhận vào hồi tháng 3. Giá vàng cũng chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh. So với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ, đã có lúc tăng 0,08% lên ngưỡng 92,722 điểm. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác, lúc lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đang đạt 1,25%. Tới thời điểm hiện tại trong phiên sáng ngày hôm nay, vàng thế giới tăng khoảng 3 USD trên một ounce, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.801 cho đến 1.802 USD trên ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất là 1.797,41 USD và mức cao nhất là 1.803,54 USD trên ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC điều chỉnh giảm khá mạnh ở đầu phiên nhưng đến cuối phiên giao dịch hôm qua đồng loạt đứng yên. Trong đó, giá mua giảm nhanh hơn so với giá bán. Hiện tại, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chốt phiên gần nhất tại mức 56,6 cho đến 57,3 triệu đồng trên lượng. Cùng với thông báo ngừng giao dịch trực tiếp để phòng chống dịch COVID-19, hệ thống Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá bán ở mức 56,90 cho đến 57,52 triệu đồng trên mỗi lượng theo hai hướng mua vào và bán ra. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long ít biến động và giao dịch ở mức 51,51 cho đến 52,21 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở mức 50,75 cho đến 51,85 triệu đồng trên lượng. Ở thời điểm này, thị trường vàng trong nước tiếp tục suy giảm. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay. Bảng giá này chúng tôi xin được cập nhật ở cuối bản tin. Vậy thì, trong thời gian tới, liệu giá vàng có tiếp tục tăng nữa hay không? Theo các quan chức Fed có khả năng sẽ khẳng định, sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ và kế hoạch thay đổi chính sách tài chính vẫn đang diễn ra. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang duy trì mạnh mẽ trong năm nay và năm tới. Tuy nhiên, đa số các nhà kinh tế cảnh báo các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19 đang trực tiếp gây rủi ro cho triển vọng đó. Bởi vậy, nhiều dự báo cho rằng, trong trung hạn, giá vàng sẽ có nhiều dư địa để đi lên nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ phù hợp. Các biện pháp kích thích kinh tế có xu hướng hỗ trợ vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ. Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá lên và đầu cơ giá vàng tương lai đang ở một sân chơi kỹ thuật tổng thể bình đẳng trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo được tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc được xác định ở mức cao nhất trong tháng 7 là 1.835 USD trên một ounce. Ở chiều ngược lại, vàng đang chịu áp lực ở ngưỡng tâm lý 1.800 USD trên ounce. Vàng có thể giảm thêm nếu mất mốc 1.790 USD trên một ounce, nhưng sẽ được hỗ trợ mạnh ở mức 1.750 USD trên ounce. Tuy nhiên, các biểu đồ diễn biến giá vàng chỉ ra rằng trên thực tế vàng đang âm thầm củng cố các mức này để chuẩn bị cho việc nối lại xu hướng tăng dài hạn. Các mốc giá cần chú ý trong ngắn hạn nếu xu hướng giá giảm xuất hiện sẽ đẩy giá vàng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ vững chắc ở mức 1.775 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hôm thứ Hai là 1.812 USD trên một ounce và sau đó là 1.825 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất là 1.792,8 USD và sau đó mức thấp nhất của tuần là 1.789,1 USD trên ounce.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin tổng hợp của thị trường vàng trong nước cũng như thế giới và một số phân tích của thị trường vàng thế giới. Phần cuối cùng của bản tin, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn vào bảng giá vàng, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở thời điểm này giá vàng SJC trong nước tiếp tục suy giảm từ 50 cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể như sau, đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.680.000, bán ra 5.755.000. Doji Hà Nội mua vào 5.670.000, bán ra 5.770.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.740.000, cùng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.655.000, bán ra 5.710.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố quay đầu giảm 100.000 đồng trên lượng theo cả hai hướng mua vào và bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Nha Trang mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Cà Mau mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Bình Phước mua vào 5.648.000, bán ra 5.722.000. SJC Huế mua vào 5.647.000, bán ra 5.723.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC Miền Tây mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.652.000, bán ra 5.725.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC tiếp tục giảm nhẹ, dao động giảm từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.085.000, bán ra 5.155.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Vàng bộ số 9 mua vào 5.055.000, bán ra 5.125.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào là 4.974.3 nghìn, bán ra 5.074.3 nghìn, giảm 49.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.659.1 nghìn, bán ra 3.859.1 nghìn, giảm 38.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.803.2 nghìn, bán ra 3.003.2 nghìn, giảm 29.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào là 1.952.3 nghìn, bán ra 2.152.3 nghìn, giảm 21.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.